Vụ bé gái 8 tuổi bị Nguyễn Võ Quỳnh Trang sinh 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh, là bạn gái của cha trượt bé là Nguyễn Kim Trung Thái sinh 1985, ngụ quận 1, đánh đập dẫn đến tử vong sẽ được Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử kín từ ngày 21 tháng 7 tới. Dự kiến có 4 luật sư tham gia phiên tòa để bảo vệ quyền và lợi ích của bé. Ngoài ra, tòa còn triệu tập 5 nhân chứng và 2 giám định viên thuộc phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều 25 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định, tòa án xét xử công khai, mọi người đều có quyền tham dự phiên tòa. Trong trường hợp đặc biệt cần giữ bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bảo vệ người dưới 18 tuổi hoặc để giữ bí mật đời tư theo yêu cầu chính đáng của đương sự thì tòa án có thể xét xử kín nhưng phải tuyên án công khai. Như vậy, vụ án này thuộc trường hợp phải xử kín do bị hại dưới 18 tuổi.